Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Hoàng đế Nội Kinh, tài liệu y học cổ truyền Trung Quốc. Phần 1 Tố vấn, chương 10 Ngũ tạng sinh thành thiên. Kinh văn: Tâm hợp với mạch, vinh ra ở sắc, nó chủ ở thận. Phế hợp với bì, da, vinh ra ở long, nó chủ ở tâm. Can hợp với cân, gân, vinh ra ở trảo, móng tay chân, nó chủ ở phế. Tỳ hợp với nhục, thịt, vinh ra ở môi, nó chủ ở can. Thân hợp với cốt, xương, vinh ra ở tóc, nó chủ ở tỳ. Cho nên, ăn nhiều vị mặn, hàm, thời mạch động xích mà sắc biến, ăn nhiều vị đắng, khổ, thời bì khô mà mau rụng, ăn nhiều vị cay, tân, thời cân cập, gân rút, khó co duỗi mà trảo khô, ăn nhiều vị chua, toan, thời thịt xúc, thịt chồng lại mà môi dập lên, ăn nhiều vị ngọt, cam, thời xương đau mà tóc rụng. Đó là sự bị thương của ngũ tạng do vị gây nên. Cho nên, tâm ưa vị khổ, phế ưa vị tân, tỳ ưa vị cam, can ưa vị toan, thận ưa vị hàm. Đó là cái hợp của ngũ vị đối với ngũ tạng, do đó mới nuôi nên khí của ngũ tạng. Phàm sắc hiện ra mặt, xanh bớt như sắc cỏ héo thời chết, vàng bệt như sắc chỉ xác thời chết, đen kịch như sắc bù hống thời chết, đỏ sẫm như sắc máu động thời chết, trắng bệt như sắc xương khô thời chết. Đó là ngũ sắc hiện ra chứng triệu chết. Sắc xanh như màu lông chim trả, bối cá, sắc đỏ như màu màu gà, sắc vàng như màu dưới bụng cua, sắc trắng như màu mỡ đông, sắc đen như màu lông quạ, đều sống. Đó là ngũ sắc hiện ra cái chứng triệu sống. Sinh ra ở tâm, muốn được như lụa bọc chu, đỏ thắm. Sinh ra ở phế, muốn được như lụa bọc hồng, đỏ nhạt, phân phớt. Sinh ra ở can, muốn được như lụa bọc cam, đỏ tía. Sinh ra ở tỳ, muốn được như lụa bọc hạt quát lâu, đỏ vàng. Sinh ra ở thận, muốn được như lụa bọc tử, tí hắc, hơi có màu đen. Đó là chân khí của ngũ tạng vinh ra ở ngoài sắc mặt. Sắc, vị ứng với ngũ tạng, trắng ứng với phế, vị tân, đỏ ứng với tâm, vị khổ, vàng ứng với tỳ, vị ngọt, xanh ứng với can, vị toan, đen ứng với thận, vị hàm. Cho nên trắng ứng với bì, đỏ ứng với mạch, xanh ứng với cân, gân, vàng ứng với thịt, đen ứng với xương. Bao các mạch đều dùng lên mắt, bao các tủy đều dùng lên ốc, ốc là bể của tủy. Bao các gân đều dùng vào khớp, khớp xương. Bao các huyết đều dùng vào tâm, bao các khí đều dùng lên phế. Đó là sự tuần hoàn sớm tối của tứ chi, bát khê. Người ta khi nằm thời huyết dùng về can, can nhờ huyết nên hay trông, chân nhờ huyết nên hay đi, tay nhờ huyết nên hay nắm, ngón tay nhờ huyết nên hay cầm. Nằm, dậy, ra ngoài bị gió thổi, huyết tụ ở bì phu thành chứng tý, vít lấp, tê đau, tụ ở mạch lạc thành chứng sáp, huyết không lưu thông, tụ ở chân thành chứng huyết, giá lạnh. Ba chứng đó đều do huyết lần đi không trở lại được nơi cốt không mà gây nên. Ở con người có đại cốc 12 phận, tiểu khê 354 nơi và 12 du. Đó đều là nơi tụ hội của vệ khí, tà khí khách ở đó, có thể dùng châm thạch cho tiết bỏ đi. Bắt đầu chẩn bệnh, phải xét rõ âm dương kinh khí của ngũ tạng để đoán bệnh. Muốn biết bệnh bắt đầu từ kinh nào, phải lấy kinh khí của ngũ tạng làm căn bản. Phàm nhức đầu, đau trán là do dưới hư trên thực lỗi tại túc thiếu âm, cử dương quá lắm thì vào thận. Chóng mặt, choáng váng, mắt mờ, tai điếc là do dưới thực trên hư, lỗi tại túc thiếu dương, huyết âm, quá lắm thời vào can. Bụng đầy anh ách, suốt tới chi cách, dưới huyết trên mạo, chóng mặt, lỗi tại túc thái âm, dương minh. Khái thấu hơi nghẽn, trong hung huyết nghịch, lỗi tại thủ dương minh, thái âm. Tâm phiền, đầu nhức, bệnh ở trong cách, lỗi tại thủ cự dương,
thiếu âm. Vì mạch có đại, tiểu, hoặc, sắc, phù, trầm có thể chia rõ. Cái tượng của ngũ tạng có thể lấy loại để suy. Ngũ tạng hợp với ngũ âm có thể lấy ý để biết. Ngũ sắc hiện ra nét mặt có thể lấy mắt để trông. Người ta nếu hay đem hợp cả sắc với mạch thời về phép chữa bệnh có thể vẹn toàn. Xích mạch hiện đến, thấy xuyên mà kiên, ấy là có tích khí ở trong do bị hại về sự ăn. Bệnh đó gọi là tâm tí. Nếu bệnh mắc bởi ngoại dâm, thời cũng bởi nghĩ ngợi khiến cho tâm hư, nên tà khí mới có thể phạm vào được. Bạch mạch hiện đến, xuyên mà phù, đó là trên hư dưới thực, sẽ thành chứng kinh, bởi có tích khí ở trong hung. Nếu xuyên mà hư thời gọi là phế tí, hàn nhiệt. Bệnh này gây nên bởi say rượu mà nhập phòng. Thanh mạch hiện đến, trường mà bực mạnh ở tả hữu đó là bởi có tích khí ở tam hạ và hai bên sườn gọi là can tí. Bệnh này gây nên bởi hàn thấp với chứng sáng giống nhau, hoặc lưng đau chân lạnh và đầu nhức. Hoang mạch hiện đến, đại mà hư, có tích khí ở trong bụng gọi là huyết sáng, cùng một chứng trạng của đàn bà giống nhau. Bệnh này gây nên bởi tứ chi có mồ hôi mà gặp gió. Hắc mạch hiện đến, trên kiên mà đại, đó là vì có tích khí ở tiểu phúc với tiền âm, gọi là chứng thận tí. Chứng này gây nên bởi tắm gội nước lạnh mà đi nằm ngay. Phàm nói những mạch, cơ kinh thuộc về ngũ sắc. Mắt vàng, mắt xanh, mắt vàng, mắt đỏ, mắt vàng, mắt trắng, mắt vàng, mắt đen đều không chết. Nếu mắt xanh, mắt đỏ, mắt đỏ, mắt trắng, mặt xanh, mắt đen, mặt đen, mắt trắng, mặt đỏ, mắt xanh đều chết. Chú giải: tâm chủ về huyết mạch nên mới nói là hợp với mạch. Kinh nói: mạch phát hiện ở khí khẩu, sắc hiện ra ở minh đường, cái tinh hoa hiện lên mặt, tinh hoa của tâm. Nên đây nói: vinh ra ở sắc, vinh là tươi đẹp cũng như tinh hoa. Ngũ tạng hợp với ngũ hành đều có sự tương sinh, tương chế nên mới có sự sinh hóa. Tâm chủ hỏa mà bị chế bởi thận thủy, vì vậy nên thận tạng là chủ về sự sinh hóa của tâm nên mới nói chủ ở thận. Phế chủ về khí, khí chủ về biểu nên hợp với bì. Thương Hàn Luận nói: mạch ở thốn khẩu hoảng mà trì, hoảng thời dương khí trưởng, tiến theo về tiếng thương mà mau phát tóc dài. Vì mau, lông, liền với bì, khí trưởng thời mau vinh. Tủy sinh ra can, can sinh cân, cho nên mới nói hợp với cân. Trảo là chất thừa của cân, nên mới nói vinh ra ở trảo. Tỳ chủ về trung ương thổ, là một cơ quan thương lẫm, chủ về việc vận hóa cái tinh hoa của thủy cốc để sinh ra cơ nhục, cho nên mới nói hợp với nhục. Tỳ khai khiếu ra miệng, nên mới nói vinh ra ở môi. Thận chứa tinh mà chủ về tủy, cho nên mới nói hợp với xương. Tóc là chất thừa của tinh huyết, cho nên nó mới vinh ở tóc. Án, bài Ngũ Hành Luận nói rằng bắc phương sinh ra khí hàn, hàn sinh thủy, thủy sinh ra hàm, mặn, hàn sinh ra thận, thận sinh ra cốt tủy, tủy sinh ra can, can sinh ra cân, cân sinh ra tâm, tâm sinh ra huyết, huyết sinh ra tỳ, tỳ sinh ra nhục, nhục sinh ra phế, phế sinh ra bì mau, bì mau sinh ra thận. Đó là do thiên nhất sinh thủy và là sự tương sinh của ngũ tạng. Lục Vi Chi Luận nói lại chép rằng: hoàng đế hỏi địa lý ứng với lục tiết khí vị như thế nào. Kỳ Bá thưa rằng: ở dưới tướng hỏa thủy khí tiếp theo, ở dưới thủy vị, thổ khí tiếp theo, ở dưới thổ vị, phong khí tiếp theo, ở dưới phong vị, kim khí tiếp theo, ở dưới kim vị, hỏa khí tiếp theo, ở dưới quân hỏa, âm tinh tiếp theo. Can thời hại, thừa sẽ chế, chế thời sẽ thành ra sự sinh hóa. Cho nên mới nói rằng, tâm hợp với mạch, phế hợp với bì. Đó là nói về sự tương sinh của ngũ tạng. Như nói, nó chủ về thận, nó chủ về tâm.
đó là nói về sự tương thành của ngũ tạng. Lời giải tổng quát: đoạn trên này nói về cái hợp cái vinh và cái chủ của ngũ tạng. Ở con người có mạch, tâm hợp với nó. Ở con người có sắc, tâm làm vinh cho nó. Nhưng tâm thuộc hỏa, thận thuộc thủy, hỏa chỉ sợ có thủy. Bởi thế cái chủ về hỏa, về tâm, chỉ có thận. Cũng như quân chủ là một vị mà nhân dân đều sợ, nên liền lấy người sợ đó mà làm chủ. Các chỉ chủ sau đây đều theo một nghĩa như thế cả. Ở con người có bì, phế hợp với nó. Ở con người có mao, phế làm vinh cho nó. Nhưng phế thuộc kim, tâm thuộc hỏa, kim chỉ sợ có hỏa. Bởi thế nên cái chủ về phế chỉ có tâm. Ở con người có cân, can hợp với nó. Ở con người có trảo, can làm vinh cho nó. Nhưng can thuộc mộc, phế thuộc kim. Mộc chỉ sợ có kim. Bởi thế nên cái chủ về can chỉ có phế. Ở con người có nhục, tỳ hợp với nó. Ở con người có môi, tỳ làm vinh cho nó. Nhưng tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc. Thổ chỉ sợ có mộc. Bởi thế nên cái chủ về tỳ chỉ có can. Ở con người có xương, thận hợp với nó. Ở con người có tóc, thận làm vinh cho nó. Nhưng thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ. Thủy chỉ sợ có thổ. Bởi thế cái chủ về thận chỉ có tỳ. Đoạn này nói đoạn trên, nói về cái hại của sự thái quá. Ngũ hành có tương sinh, lại có tương chế, không thể thiên phế, bỏ lệch một bên. Nếu sự chế thái quá, thời lại có hại tương tặc cùng làm hại. Vì thế nên ăn nhiều vị mặn thời thủy vị thái quá, mà làm thương đến tâm. Do đó mạch sẽ nọng mà sắc biến. Ăn nhiều vị đắng thời hỏa vị thái quá mà làm thương đến phế. Do đó bì sẽ khô mà mau rụng. Ăn nhiều vị cay thời kim vị thái quá mà làm thương đến can. Do đó gân sẽ co rút mà trảo khô khan. Ăn nhiều vị chua thời mộc vị thái quá mà làm thương đến tỳ. Do đó thịt sẽ dùng lại mà mô dập lên. Ăn nhiều vị ngọt thời thổ vị thái quá mà làm thương đến thận. Do đó xương sẽ đau mà tóc rụng. Ngũ vị cốt để nuôi ngũ tạng. Tạng này có sự thiên thắng thời cái tạng không thắng kia sẽ bị thương. Vậy cái sự thừa chế ta không nên để cho có lúc thái quá. Ngũ vị vào miệng, chứa ở trường vị rồi biến hóa để nuôi khí của ngũ tạng. Do đó mới hiện ra ngũ sắc khác nhau như tiết dưới. Những sắc là chứng triệu chết đều có vẻ khô khan, sạm sỉnh, tức là không có thần, không có vị khí. Trái lại, những sắc hiện ra chứng trạng sống đều có vẻ bóng nhoáng, mở màng, tức là có thần và còn vị khí. Tiết trên nói về khí ngũ tạng hiện ra ngũ sắc bên ngoài. Đây lại nói về cái chân khí của ngũ tạng ân hiện ra ở ngoài bì phu. Lụa là một thứ trắng, các sắc hiện ra ở bên trong lụa, không thật bộc lộ ra bên ngoài. Bởi khí chủ về sắc trắng mà vinh chủ về sắc hồng, tựa như lụa bọc. Tức là nói, cái khí của ngũ tạng bọc ở bên ngoài. Tất cả ngũ tạng lúc nào cũng phải ẩn hiện ở đó. Tức như ta thường nói, có máu mặt. Cái tinh khí của ngũ tạng lục phủ và 12 kinh mạch đều dồn lên mặt, tụ vào óc, rồi mới dẫn xuống cổ để phân tán đi các nơi. Tứ chi là chỗ kinh du ra vào của ngũ tạng. Bắc khê, tức là chỗ thịt bắp ở bên trong tứ chi, và là nơi thông hội chân nguyên của ngũ tạng. Đoạn này nói, kinh huyết của ngũ tạng đều gốc ở tâm, khí của ngũ tạng đều gốc ở phế. Kinh khí vòng đi khắp tứ chi, bắc khê, rồi dồn lên mặt, tụ vào óc, nhuần gân xương, trân quan tiết, khớp xương, sớm tối dẫn đi khắp trong ngoài, như cái vòng không đầu mối. Cho nên người muốn nhận sắc, nên biết cái khí của ngũ tạng. Người muốn chẩn mạch, cũng nên lấy ngũ mạch làm trước. Đoạn này nói về huyết theo vệ khí để dẫn đi ở ngoài mạch. Huyết là chất tinh hoa của thủy cốc, tràn ngập ở bên trong, bố tán ở bên ngoài. Cái thứ dẫn đi ở trong kinh tuệ, tức là vinh huyết, còn tràn ngập ở bên trong tức là nơi xung nhâm. Mạch xung nhâm khởi từ bào trung, vòng lên sau lưng là nơi bể của kinh lạc. Cái mạch nổi ra ở bên ngoài, nhuận vì phu, mọc hào mau, lúc thức thời theo vệ dẫn về can.
Đây nói về huyết dẫn đi khắp mọi nơi. Con người có 365 khớp xương, tức là cốt không, lạc mạch đều thấm nhuần vào đó. Đại cốc là các huyệt lớn, tiểu khê là các huyệt nhỏ, 12 du tức là 12 du huyệt của đại cốc. Cái số huyệt của khê cốc trên đây là ứng với số ngày trong một năm. Một năm chỉ có 360 ngày trừ 6 ngày sốc, hư, còn 354 ngày để ứng với cái số tiểu khê. Mỗi năm, 5 ngày khí doanh có 940 phân, sốc hư 5 ngày có 940 phân, hợp lại thành 12 ngày để ứng với 12 du. Lấy một năm 354 ngày, hợp với 12 ngày khí doanh, sốc hư, thành 365 ngày có lẽ, thành một năm. Nên mới nói, mỗi năm 306 tuần 6 ngày, lấy tháng nhuận để định 4 mùa thành một năm. Cự dương tức là bàng quang. Bàng quang với thiếu âm cùng làm biểu lý cho nhau. Dương khí sinh ra ở trong thủy tạng, thủy phủ mà dẫn lên đầu trán. Trên đây nói thực là tà khí thực, nói chữ hư là chỉ về chính khí hư. Tà khí phạm vào người, trước ở khí phận ngoài bì mau, lưu ở đây không tiết ra được thời chuyển vào kinh. Vì thế nới nói là lỗi tại cự dương và thiếu âm. Quá lắm thời vào thận, đó là kinh lạc bị tà mà dẫn sâu vào tạng phủ. Quyết âm can tạng, khai khiếu ở mắt, thiếu dương kinh mạch dẫn lên ở tai. Tà thực ở dưới khiến cho kinh khí không thông lên được, nên mới thành ra chứng mắt mờ. Tai điếc, chính khí hư ở trên nên mới thành ra chứng choáng váng. Bụng là thành quách của tỳ vị. Bụng đầy ánh ách đó là phạm vào khí phận của thái âm, dương minh. Chi cách tức là chi lạc và nội cách. Cái chi lạc của thái âm, dương minh suốt vào nội cách. Tà ở khí phận chuyển vào lạc, nên mới đầy ở cả chi cách. Thủ thái âm chủ về khí và bì mau, tà phạm vào khí phận bì mau, thời sinh ra chứng khái thấu thượng khí. Cái khí của quân hỏa bị tà phạm ở bên ngoài, thời sinh ra tâm phiền ở bên trong. Cái khí của thái dương bị tà thời gây nên chứng nhất ở trên. Đoạn trên này xét chứng trạng để biết bệnh của ngũ tạng. Đoạn này nói về chẩn mạch, xem sắc nể biết bệnh của ngũ tạng. Mạch tiểu là chính khí hư, đại là tà khí thịnh, hoặc chủ về huyết thương, sắc chủ về thiểu khí. Phu là bệnh ở ngoài, ở phủ. Trầm là bệnh ở lý, ở tạng. Lục mạch trên đây là đại cương của các mạch khác. Dưới đây là nói về mạch của ngũ tạng, nhưng không dùng tên tạng mà dùng sắc của tạng, như xích tức là tâm, bạch tức là phế. Xuyên là hình dung mạch nhanh chóng, kiên là mạch trắng. Gây nên tích khí là bởi thương thực, hoặc để cho ngoại tà phạm được là bởi tâm hư. Phế chủ về khí mà hư, nên mạch phù, bệnh ở khí mà không bệnh ở huyết, bệnh ở trên mà không bệnh ở dưới, cho nên mạch trên hư mà dưới thực. Dương khí hư nên thành chứng kinh. Hung là một nơi chứa khí, bể của khí, khí đó dùng cả lên phế nể chủ về việc hô hấp. Tà tụ ở bộ phận trên thời chính khí ở chiên trung sẽ bị hư, cho nên thành chứng suyễn. Chân khí chứa ở phế, chủ về việc dẫn hành vinh vệ âm dương. Giờ âm dương bị hư, thời sẽ gây nên chứng vãng lai hàn nhiệt. Rượu là một chất lỏng của ngũ cốc, nó có cái tính rất mạnh tợn. Nó vào trong vị, khiến cho vị phải trương lên và dùng khí ngược lên, thành ra chứng đầy khó chịu ở trong bụng. Say rượu mà nhập phòng thời sẽ thương đến thận. Thận là gốc, phế là ngọn. Giờ gốc bị thương cho nên phế hư. Trương mà bực mạnh tức là huyền. Mạch huyền là dương khí bị thương. Phàm chứng hàng thấp phạm vào người ta, phải từ chân trước. Mạch của kinh quyết âm từ chân lên gối, qua âm khí lên tiểu phúc rồi tới hiếp lạc, xương sườn. Cho nên bệnh này cũng giống với bệnh sáng thống. Mà lưng đau mà chân lạnh, quyết âm với đốc mạch cùng hợp với cả đỉnh đầu, cho nên có chứng nhức đầu. Tỳ thuộc về tứ chi. Tứ chi ra mồ hôi mà gặp gió, thời phong thấp sẽ lấn vào tỳ mà thành ra chứng tích khí. Khí đó bị tích lại, không thấm nhuần ra tứ bàn được, thời nghẽn ở bên trong mà thành ra chứng huyết khí.
Sở dĩ gọi là chứng huyết sáng là vì vừa nghẽn lại vừa đau. Về huyết khí con trai con gái cũng giống nhau, nên đây nói cũng giống với đàn bà. Trên đây nói mạch ở trên kiên, tức là kiên đại ở trên mà không trầm. Thần tạng thuộc về hàng thủy mà chủ khí, cùng với nước lạnh một tính chất, nên mới vì tắm mà sinh bệnh ra vậy. Cơ kinh tức là nói về mạch sắc của xung nhâm. Xung nhâm là cái bể của kinh huyết. Huyết của ngũ tạng đều dùng cả về can, cho nên hiện ra bên ngoài ta thấy ở mắt. Mặt chủ về khí sắc, mắt chủ về huyết sắc. Nhưng ngũ sắc ở mắt mà đều thấy có mặt vàng. Đó là âm của ngũ tạng vẫn còn có dương của vị quản, nên không chết. Người ta không có vị khí thời chết. Mặt không có sắc vàng, tức là không có vị khí. Ở mặt mà ta chỉ thấy những sắc xanh, đen và đỏ, đó là tạng tà lấn dương. Chỉ còn có âm mà không có dương nên mới đoán là điều chết.